Review sách càng bình tĩnh càng hạnh phúc. Càng bình tĩnh càng hạnh phúc là cuốn sách thứ 7 trong series sách của Vãn Tình cuốn sách không chỉ đánh dấu sự thành công của Vãn Tình mà nó còn là một cột mốc rất quan trọng với sự nghiệp viết sách của cô. Càng bình tĩnh càng hạnh phúc sẽ là những câu chuyện thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của chúng ta để bất cứ ai cũng hiểu được rằng khi bình tĩnh chúng ta mới có thể đạt được hạnh phúc của bản thân mình. Càng bình tĩnh càng hạnh phúc. Đôi nét về tác giả. Vãn Tình là một nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng Trung Quốc những tác phẩm của cô đều đánh thẳng vào tâm lý của các cô gái. Sự trở lại lần này mang nhiều màu sắc và phong cách mới mẻ của vãn tình. Càng bình tĩnh càng hạnh phúc là một tác phẩm có văn phong nhẹ nhàng và đầy sự trưởng thành của một người phụ nữ. Bảy năm trước tôi sẽ cãi vã với người ta khi Phật ý, bảy năm sau tôi tuân thủ câu nói bận rộn là liều thuốc trị mọi chứng bệnh tâm lý. Bảy năm trước tôi luôn chuẩn bị cẩn thận cho mọi ngày lễ, bảy năm sau tôi bận đến mức quên cả bản thân mình chứ đừng nói gì tới ngày lễ. 7 năm đủ để một người phụ nữ ngây ngô trở nên chín chắn, ngây thơ trở nên lý trí, sốc nổi trở nên bình tĩnh ung dung, dần dần tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Một số đầu sách khác của tác giả, bạn đắt giá bao nhiêu, khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu, không sợ chậm chỉ sợ dừng, càng độc lập càng cao quý. Cảm nhận sách càng bình tĩnh càng hạnh phúc. Cuốn sách thứ 7 của Vãn Tình với 70 câu chuyện khác nhau xoay quanh các vấn đề về tình yêu, hôn nhân, gia đình, cuộc sống. Những câu chuyện xuất hiện trong sách chính là câu chuyện xung quanh cuộc sống của Vãn Tình. Điều này khiến cho độc giả dễ có thể thấy được hình ảnh của chính mình trong các câu chuyện ấy. Cảm nhận sách càng bình tĩnh càng hạnh phúc. Giọng văn có chút sắc sảo, phù hợp với nhiều đối tượng độc giả khác nhau, đặc biệt là các bạn gái. Đọc sách để có cái nhìn khác về cuộc sống, về tình yêu, mỗi chúng ta không cần phải vội vàng mà chỉ cần từ từ, chậm rãi. Càng bình tĩnh càng hạnh phúc một tựa sách cổ vũ độc giả sống cuộc đời của chính mình. Để đổi lấy sự trưởng thành thì ai trong bất cứ chúng ta cũng cần phải trải qua vô vàn khó khăn, từ chuyện bị đối xử bất công đến chuyện thất bại không biết bao nhiêu lần. Chúng ta không thể bắt cuộc sống lúc nào cũng yêu ái, chiêu cố chúng ta thật tốt vì điều này chẳng bao giờ xảy ra. Muốn thành công, hạnh phúc ai cũng phải gặp những khó khăn nhất định vậy nên thay vì trách móc cuộc sống bạn hãy chấp nhận. Bình tĩnh một chút, hạnh phúc đang ở phía trước rồi. Thực ra, để yêu thì chỉ cần một khoảnh khắc hai con người có hoàn cảnh và tính cách khác nhau bị thu hút bởi đối phương, nhưng muốn thấu hiểu họ thì khó hơn nhiều. Nếu không sao lại có những đôi vợ chồng bất hòa sống với nhau mấy chục năm nhưng chưa từng thấu hiểu nửa kia. Và thế là, những người từng tổn thương trong tình yêu, từng đau khổ vì tình yêu bắt đầu hiểu được một chân lý, hiểu còn khó hơn cả yêu. Cảm nhận sách càng bình tĩnh càng hạnh phúc. Tình yêu giản đơn vô cùng nhưng không phải ai cũng có một tình yêu giản đơn nhiều người thường đặt ra quá nhiều sự kỳ vọng của mình lên đối phương mà không chịu thấu hiểu cho người mình yêu vậy nên họ cảm thấy thất vọng và thậm chí là tổn thương người mình yêu thật ra bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có khuyết điểm người ấy sẽ có những điều không hài lòng về bạn tuy vậy họ luôn thông cảm cho bạn thay vì chỉ trích hay thất vọng về bạn khi chúng ta thật sự yêu một người chúng ta sẽ yêu thương và chấp nhận tất cả những điều không hoàn hảo về đối phương khi bạn mơ tưởng về một cuộc sống ngôn tình chắc chắn rằng bạn sẽ không thể hạnh phúc Thật ra không cần những hành động lãng mạn như phim truyền hình thứ mà chúng ta cần chính là nói được và làm được ngôn tình nhiều nhưng không thể mang lại cho nhau hạnh phúc vậy thì cũng bằng thừa. Các cô gái ơi, hãy tỉnh táo lên ngôn tình chỉ có trên phim, trên sách cuộc sống bên ngoài vô cùng khắc nghiệt. Thế nhưng chúng ta rồi sẽ hạnh phúc nếu bạn nỗ lực và độc lập trong suy nghĩ của mình. Không phụ thuộc vào ai khác chính là cách tốt nhất để hạnh phúc. Cảm nhận sách càng bình tĩnh càng hạnh phúc. Vì sao càng bình tĩnh chúng ta mới càng hạnh phúc? Bởi vì không phải lúc nào vội vàng cũng đã là tốt. Có một số trường hợp trong cuộc sống bắt buộc chúng ta phải nắm bắt cơ hội mới có thể thành công thế nhưng ở một số tình huống chúng ta không thể vội vàng. Có thể kể đến tình yêu, nhiều người chỉ vì một vài cảm xúc nhất thời mà quyết định yêu đương tạm bợ, vội vàng yêu mà chưa tìm hiểu kỹ về đối phương khiến cho tình yêu nhanh đến cũng nhanh đi. Bình tĩnh sẽ giúp chúng ta bình tâm, từ từ suy ngẫm mọi thứ và cân nhắc mọi thứ thật tốt. Nếu bạn là fan cứng của Vãn Tình thì chắc chắn đây là một cuốn sách bạn không thể bỏ qua. Sách của Vãn Tình rất thực tế và thường nói về các vấn đề gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Ngôn tình chỉ đọc để giải trí và không thể trở thành hiện thực được, các cô gái thường mơ mộng điều này là rất bình thường thế nhưng mơ mộng cần đúng nơi, đúng lúc và đúng người. Việc áp dụng sự mơ mộng ấy vào tất cả tình huống trong cuộc sống sẽ khiến chúng ta dễ phạm phải sai lầm. Sách càng bình tĩnh càng hạnh phúc. Lời kết: Càng bình tĩnh càng hạnh phúc cuốn sách mà bất cứ cô gái nào cũng nên sở hữu. Không nói những câu đau to búa lớn mà chỉ đơn giản là kể về cuộc sống xoay quanh các cô gái thế nhưng cuốn sách này lại mang đến cho bạn đọc nhiều trải nghiệm vô cùng thực tế.